Người thứ ba hay đi đêm về hôm nha. Và anh nói là anh đi công tác xa mà có vẻ là hay khó chịu với vợ con, và cũng không có đưa vợ con đi đây đó như trước. Ngoại hình thì trâu chút hơn. Thì em mới nhờ người gắn một cái định vị vào xe của anh. Khi mà mình gắn với em theo dõi thì em thấy là những trên cái con đường anh đi với cái địa điểm của anh đến thì nó lạ lắm. Và trong cái một lần mà đi kiểu như đi tiếp khách với nhau thì anh đã say xỉn và không có làm chủ được bản thân, thì cũng đã ở lại qua đêm với người đó. Rồi anh nói là anh đã có con với người đó. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Người Thứ Ba. Rất đúng hẹn đúng không ạ? 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Và tuần này thì chúng ta đã sửa soạn tâm thế để đón nhận một câu chuyện mà khách mời mang đến hay chưa ạ? Và chắc chắn rồi, sửa soạn như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng đã có những cái dấu sao, những cái gạch đầu dòng là câu chuyện ngày hôm nay kiểu gì thì cũng sẽ là việc một cuộc hôn nhân tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba, hoặc là một trong hai người của một cuộc hôn nhân vì lý do nào đó đã tìm đến một người thứ ba bên ngoài cuộc hôn nhân của mình, hoặc một ai đó vì lý do trái ngang của số phận mình đã lại phải trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Thế thì câu chuyện tối hôm nay chúng ta sẽ đặt nó trong gạch đầu dòng nào? Thì thực tế chỉ có khách mời mới là cái người chia sẻ với chúng ta mà thôi. Cho nên ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời của tuần này nha. Chào chị. Dạ em chào chị cùng tất cả khán giả đang xem chương trình Người Thứ Ba. Câu chuyện của mình tối hôm nay sẽ là cái câu chuyện thuộc vào cái nhóm tình huống nào trong ba cái tình huống mà mình vừa liệt kê với quý vị khán giả? Dạ thì gia đình của em tan vỡ bởi vì là ông xã của em thì cũng có người thứ ba. Một cái tình huống gần như là áp đảo nhất đã được kể ở cái ghế này. Thế thì năm đấy mình lập gia đình lúc mà mình bao nhiêu tuổi, và cái cơ duyên mà mình gặp ông xã mình nó đã diễn ra như thế nào? Em đi làm ở bên viễn thông thì em mới gặp ông xã em. Thì hai người mới quen nhau. Ảnh là người đồng nghiệp hay là ảnh là khách hàng hay là... Dạ không, ảnh là khách hàng đi vào làm sim thuê bao thôi chị. Nói chung từ thời gian mà gặp nhau tới khi mà kết hôn nên duyên vợ chồng là coi như là 8 tháng thôi. Vậy thì tầm khoảng bao nhiêu lâu trong cái 8 tháng đó thì mình thấy tình cảm của mình nảy nở để cái việc mà mình chốt đơn là thôi được rồi, tụi mình sẽ cưới nhau? Tụi em mới gặp nhau thì thực sự là cũng chưa có tình cảm gì với nhau cả. Đến khi một cái đợt mà em đi về quê của em á, thì anh mới gọi điện anh mời em uống cà phê. Anh hỏi em đang ở đâu thì em nói em đã ở quê rồi, không có đi được. Thì sau đó khoảng cỡ một tuần sau thì em lên thì bắt đầu gặp đi uống cà phê. Đến khi tình cảm nảy nở là do cái dịp Tết mẹ em có lên đây để thăm em, thì luôn tiện là anh nói là mời mẹ em ra gặp mặt để đi ăn đi uống thôi. Thì gặp mặt thì mẹ em trời khen nói chung là tử tế đàng hoàng, nói chung là kể cả ngoại hình luôn cũng khá ok. Lúc đầu tự nhiên khi mà mình tình cảm mình chưa có nhiều, mình nghe gia đình của mình á cũng tác động, thì thực sự em bắt đầu tìm hiểu. Dạ đúng rồi, em tìm hiểu thì bắt đầu em đã có tình cảm. Thế thì năm đó là mình bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 23 tuổi. Em cũng thật sự là cũng có nhiều người lắm. Chứ không phải là không có. Mà mình thì cũng hơi kén chọn. Dạ. Đến khi em gặp ông xã của em thì tại vì cũng do gia đình em tác động. Khi mà mẹ em gặp, mẹ em khen thì Tết mẹ em có mời về nhà chơi. Thì khi mà về dưới quê em thật sự là bà con họ hàng, tất cả mọi người là đều nói chung là ủng hộ và khen rất là nhiều. Thế thì cuộc sống của vợ chồng son nó đã diễn ra như thế nào trong thời gian đầu, và cái thời gian đó kéo dài được bao lâu? Khi mà tụi em lấy nhau thì thực sự cuộc sống cũng rất là hạnh phúc. Cho tới khi mà em có đứa con đầu lòng đó, cơm áo gạo tiền rồi chăm sóc con cái, ảnh đi làm về thì ảnh cũng phụ với em, nhiều khi lau nhà, lau cửa hoặc phơi quần, phơi áo. Nhưng mà kiểu như tâm lý của người đàn ông là khi đi làm về rồi thì nhà cửa là phải chỉnh chu, mọi thứ mà khi mà phụ như vậy thì nhiều khi hay hằn học hay khó chịu. Lúc đó là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau về là khoảng cỡ hơn một năm sau là tụi em có con. Có con. Dạ. Thì có nghĩa là coi như là cái thời gian mặn nồng vợ chồng son là tầm khoảng 2 năm. Dạ đúng để rồi. Để rồi sau đó bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với nhau rồi. Dạ cũng nói chung là nó không có được hạnh phúc. Vậy thì khi mà ngột ngạt với nhau như vậy, nó vẫn chưa phải là một cái lý do đủ lớn để các bạn cảm thấy mình nên dừng lại đâu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Khi mà con em lớn á, nói chung là cuộc sống gia đình thì nó cứ như thế trôi đi. Khi mà em có đứa bé thứ hai nữa đó thì nó càng nhiều cái gọi là nhiều cái giống như không hiểu nhau. Bao nhiêu lâu sau cưới thì mình có tiếp bé thứ hai? Dạ 3 năm sau. Có nghĩa là có rất nhiều sự việc nó dồn dập để mình bắt đầu. Đây là cái lúc mà mình nghĩ là 8 tháng ngày xưa nó đã là thời gian quá nhanh đúng không? Nhưng mà rõ ràng là những cái sợi dây mà nó xuất hiện để nó cột mình lại, mặc dù lúc đó mình đã cựa quậy rồi. Dạ đúng rồi. Thì nó lại nhiều hơn. Con thứ nhất, con thứ hai.
ngày tháng thì như vậy thì nó cứ trôi qua. Thì thôi mình cũng gọi là mình cũng vì con. Rồi đến khi mà con em lớn lên, một cái đứa lớn á, nó bắt đầu vào đại học, thì cái đứa sau thì nó vào bắt đầu vào cấp 3 đó. Thì bắt đầu mâu thuẫn nó nhiều hơn. Có nghĩa là nội tình của mình nó có vấn đề. Vậy thì chuyện ngoại tình của ảnh đã bắt đầu như thế nào? À, từ khi mà ảnh lấy tiền của em ra làm ăn. Thật ra vợ chồng em cũng tính là xây một cái nhà nó khang trang để con của mình nó có phòng riêng nó ở, và còn bạn còn bè nữa. Đến khi em thì lúc đó vốn thì em cũng không có nhiều, cho nên là ở dưới quê á, bên ngoại có cho em một cái mảnh vườn, thì mẹ em chia ra cho mấy chị em trong nhà đó. Thì em không ở, tại vì mình sống mình làm việc ở đây rồi, nên là em quyết định là em về em xin để bán cái mảnh vườn đó để cho ảnh lấy tiền ảnh làm ăn. Thì em về quê em xin thì mẹ em cho em bán, đó là em bán được gần 2 tỷ á. Cho đến khi mà mình tin tưởng mình đưa tiền cho chồng thì thật sự là em thấy cái số tiền nó trong cái sắc thì nó vơi đi nhanh lắm, mà tiền mang về thì không thấy. Mà nhiều khi em hỏi thì anh không có trả lời mà tỏ ra rất là khó chịu. Nhưng mà lúc đó mình có biết cái sự vụ làm ăn của anh là sự vụ em gì? Em hỏi anh không nói, chỉ anh nói là làm ăn hùng hạp với bạn bè thôi, mở công ty. Anh nói là... Nhưng mà mình không có đến cái công ty đấy. Em không có đến là bởi vì thực sự là em là cái người phụ nữ ở trong gia đình, em không có ra ngoài. Thì đến khi đỉnh điểm nhất là cái thời điểm mà em kêu ngồi lại nói chuyện, thì thay vì cái câu trả lời là tiền ở đâu thì anh không trả lời, mà cái thái độ hằn học và luôn tiện cái bình hoa trên bàn là ném xoảng xuống nhà và nói những cái lời câu nói nặng nề là rồi bỏ đi. Đi hôm sau mới về. Cái mức độ xung đột của lần đó nó được coi là bất thường nhất trong suốt mười mấy năm hôn nhân. Cái thời điểm hôn nhân của em là 18 năm, là lần đó là lần đầu tiên luôn á. Tại vì em chưa có thấy ảnh xử sự với em như vậy. Mà với con thì ảnh cũng rất là hòa nhã, mà sau hôm đó là ảnh lại như vậy thì bắt đầu em cũng khóc và em buồn. Thì chiều hôm đó em mới gọi điện, em mới nói chuyện với ba mẹ anh. Thì không biết là ông bà nội nói cái gì đó, thì hôm sau quay về và xin lỗi em là bởi vì cái số tiền đó anh đã mang ra anh hùng hạp làm ăn với bạn bè. Thì em nói là em biết là hùng hạp làm ăn, nhưng mà làm ăn cái gì thì em cần biết chi tiết rõ ràng. Chỉ biết không, em thấy là hay đi đêm về hôm nha. Và anh nói là anh đi công tác xa mà có vẻ là hay khó chịu với vợ con, và cũng không có đưa vợ con đi đây đó như trước, ngoại hình thì trâu chút hơn. Thực sự cái linh cảm của em là người phụ nữ thì em cũng có một chút suy nghĩ nghi ngờ. Thì em mới nhờ người gắn một cái định vị vào xe của anh. Khi mà mình gắn thì em theo dõi thì em thấy là những trên cái con đường anh đi với cái địa điểm của anh đến đó, thì nó lạ lắm. Nó lạ. Em nghi ngờ liền. Em nghi ngờ thì anh em tối anh về em hỏi là những cái nơi anh đến như vậy thì anh nói tại sao em biết. Em nói thì tại em cũng có người quen thấy anh tới chỗ đó chỗ kia. Thì anh mới nói là anh đi tiếp khách, đối tác làm ăn. Anh cũng chỉ trả lời như thế thôi, nhưng mà thật sự thì em vẫn không tin. Khi đã gắn định vị rồi thì không có tin. Dạ em không tin. Nhưng mà em cũng vẫn có chưa, nói chung là mình cũng muốn để cho hỏi anh cho rõ ràng. Và cũng thêm một thời gian cũng không dài, thì anh mới đưa một người phụ nữ đi về nhà lấy hồ sơ, tạt ngang vào giới thiệu đây là đồng nghiệp của anh. Và hai người đang đi công việc của cơ quan, ghé vào để lấy hồ sơ giấy tờ. Và hai người thì khi ghé vào khoảng một xíu thôi rồi đi ra đi luôn, vội vã đi. Thì nói là đang cơ quan điện thoại tới có việc gấp. Em cũng không tin. Em tối hôm đó về em mới kêu là em nói chuyện là người phụ nữ đó là ai, mà tại sao đi chung với nhau. Thì ảnh mới bắt đầu trầm ngâm và kêu em ngồi xuống xin lỗi là em biết cái chuyện không hay xảy ra rồi. Anh nói là thực sự thì anh cũng không có giấu gì em. Người đó là người đã giúp cho anh làm ăn, chỉ cho anh làm ăn. Và trong cái một lần mà đi kiểu như đi tiếp khách với nhau thì anh đã say xỉn và không có làm chủ được bản thân, thì cũng đã ở lại qua đêm với người đó. Em nghe xong thực sự là em không biết là khóc thì em không khóc được, mà chỉ biết là trong lòng của em là lúc đó em bị sốc. Thế là em cũng nghe, em nghe xong rồi anh nói là anh đã có con với người đó. Có nghĩa là em không biết nói gì luôn. Những cái ngày tháng sau đó thì thực sự là gia đình bắt đầu nó gọi là cái cuộc sống, cái không khí nó nặng nề lắm. Đứa trẻ bên kia thời điểm mà nói chuyện với mình là bé đã ba lớn rồi. Dạ lúc đó là bé cũng được 1 tuổi rồi đó chị.
rất là khớp với cái khoảng thời gian có những cái hành động kỳ lạ. Khoảng một tuần lễ thì em quyết định là gặp người phụ nữ đó. Em mới kêu ra hẹn ra quán cà phê thì cô ta ra. Khi cô ta ra thì em hỏi cái mối quan hệ của hai người như thế nào. Mục tiêu của mình với cái cuộc hẹn đó là gì? Em muốn biết được là sự thật là giữa hai người là cái mối quan hệ là con cái thì anh đã nói rồi, nhưng mà cái số tiền của em nghĩ là có thể là anh mang cho cô đó, chứ không thể nói làm ăn mà không mang tiền về được. Chồng thì bây giờ là em biết là đã hạnh phúc, đã vỡ rồi đó, nhưng mà số tiền của em cần phải biết rõ ràng. Thì cổ nói là cũng xin lỗi em, mong em chấp nhận. Em hỏi là bây giờ không lẽ chấp nhận là chấp nhận như thế nào, chấp nhận chồng chung sao? Thì cổ nói là bây giờ cổ thì cần ảnh, nhưng mà không có ảnh trả ảnh về gia đình cũng được, nhưng mà thực sự con của cổ đang còn rất là nhỏ, cần có cha, thì mong em suy nghĩ. Em thực sự lúc đó cũng cảm thấy vừa nực cười, mình cũng đã biết chuẩn bị cái tinh thần và cái tâm lý rồi. Rồi ngồi nói chuyện qua lại thì em mới hỏi bây giờ mong là cô trả lời cho tôi biết là cái số tiền 2 tỷ đồng đó thì anh Minh đã mang đi làm cái gì và đầu tư vào việc gì. Nếu mà nói làm ăn chung thì đầu tư vào việc gì? Cô nói là trong cái thời điểm dịch bệnh á thì kinh tế khó khăn cho nên là làm ăn thấy khó, thì cổ mới được người ta chỉ cho chơi tiền ảo. Và cổ đã chơi được một tháng thì cổ rút về cái lợi nhuận rất là cao. Và cổ kêu anh Minh là bỏ tiền vào đó để rút về lợi nhuận. Thì nghe anh nói là xây nhà xây cửa cho nên là nó, cổ cũng muốn là nó xanh cái đồng tiền nó nhanh hơn. Thì cổ kêu anh bỏ tiền vào đó. Thì không ngờ khi anh bỏ tiền vào, đầu tiên là anh chỉ bỏ ít thôi, xong rồi sau đó tăng dần dần cho đến hết số tiền thì anh đã bị coi như là bị lừa hết số tiền đó. Gọi là cái sàn nó sập và cái số tiền của em đi hết luôn mà anh không dám nói với em. Nhưng mà chung quy lại thì cũng là tin tưởng người phụ nữ đó. Khoảng một thời gian thì em thấy cái không khí gia đình mình nó ngột ngạt, và em cũng nói chuyện với con của em là cái cuộc sống hôn nhân của ba mẹ là như vậy, và em cũng nói rõ cho con em biết cái hoàn cảnh hiện tại đó. Thì các con của em nói là do mẹ quyết định, tại vì tụi nó cũng lớn rồi, cho nên là em đề nghị ly hôn. Bạn có nghĩ rằng là trừ cái câu chuyện về việc là có một người phụ nữ khác và có thêm một đứa bé đã chào đời, thì cái mối quan hệ giữa mình với chồng mình vốn dĩ các con trong quá trình lớn lên các con đã biết được cái điều đó. Vẫn có điều chị là các con không nói. Dạ đúng rồi. Thực sự thì gia đình ba mẹ không hạnh phúc các con em đã cảm nhận được ngay từ sớm. Ngay từ bé, dạ, bởi vì trẻ không phải là vô tri. Dạ. Đứa trẻ hiểu chứ. Có điều là con cũng không thể nào giải quyết vấn đề của ba mẹ được. Dạ đúng rồi. Và ba mẹ thì luôn lấy con ra để làm một cái lý do. Có vẻ cuộc chơi này cũng không công bằng lắm với các con. Nhưng mà phản ứng của các con lúc đấy khi mà các con nói một cách rất là thoải mái, tùy mẹ thôi, thì cảm xúc của mình tại cái thời điểm đó nó như thế nào? Lúc bạn sửa soạn tâm thế để nói chuyện với các con, và khi các con cho mình một cái phản ứng như vậy, thì nó có khớp không? Thực sự khi em nói chuyện với các con thì thật ra thì em hiểu được là con em sẽ nói gì, nhưng mà em vẫn tôn trọng các con, bởi vì là trong gia đình thì các con em nó cũng đã lớn rồi, nó cũng đủ suy nghĩ và nó biết là ba mẹ của nó như thế nào, cái cuộc sống ngay từ nhỏ. Thì em cũng nói, em nói thì thật ra các con em nó cũng không bất ngờ. Nó không bất ngờ. Nó chỉ bất ngờ một điều là ba nó lại là một cái người đàn ông mà là các con của em tôn trọng á, nhưng mà lại có một người phụ nữ ở ngoài và có một đứa bé khác ở ngoài. Thì thật sự là nó hơi bị bất ngờ, bởi vì điều đó nó chưa biết. Dạ nó chưa biết. Đến khi tụi nó biết ra thì tụi nó thật sự là kêu em là tự quyết định, nhưng mà thật sự là tụi nó vẫn ủng hộ em. Dạ. Rồi cuối cùng thì hai người quyết định kết thúc với nhau. Tại vì em nghĩ là con thứ nhất là đã lớn rồi, mà cái cuộc sống gia đình mình không có hạnh phúc mà cứ níu kéo như thế này thì thật ra là cũng tội các con. Mà mình không có những ngày tháng vui vẻ thì chỉ bằng là thôi quyết định kết thúc. Yeah. Cái phản ứng của ảnh khi mà ảnh đón nhận cái đề nghị của mình về việc kết thúc cuộc hôn nhân là gì? Thật ra thì ảnh nghĩ là em không thể nào buông bỏ ảnh được. Chính bản thân ảnh chỉ nghĩ là anh đi ra ngoài có người phụ nữ khác thì em sẽ là tha thứ bỏ qua.
Bởi vì em trong gia đình thì nói chung là cũng thuộc kiểu người phụ nữ trong gia đình, không có ra ngoài xã hội và cũng là cam chịu thôi. Khi em nói ra thì anh cũng bất ngờ với cái quyết định của em. Nhưng anh có níu kéo không? Anh có nói là em nên suy nghĩ lại. Bởi vì anh biết là con cái đã lớn thì thật ra biết anh như vậy thì có lẽ nó cũng không cần. Nhưng mà bản thân anh thì cũng còn gia đình. Với lại cái nữa là cái người phụ nữ kia thì thật sự là anh cũng đã có con và anh phải có trách nhiệm với đứa con của anh. Chứ nếu mà nói yêu thương thì thật sự là anh vẫn yêu thương vợ con, anh nói là như thế. Nhưng mà chị nghĩ thử là bây giờ cái hoàn cảnh như vậy thì hạnh phúc làm sao được. Thế thì khi mà mình cương quyết với cái quyết định đó thì cái việc mà hai vợ chồng rời nhau ra một cách chính thức nó có thuận lợi không? Thực ra thì số tiền của em là anh đã mang đi làm ăn rồi, thì gia tài thì em cũng chẳng có gì ngoài căn nhà của em đang ở, cho nên cũng không có phải chia chác gì. Bởi vì là còn hai đứa con của em, bây giờ chỉ có một căn nhà, mà nếu chia tài sản thì con cái em nó sẽ sống ở đâu? Một cái người phụ nữ tự nhận là mình đã thuộc về gia đình ngay từ sau khi kết hôn. Và mặc dù đã phát hiện ra những cái xung đột từ rất là sớm sau đám cưới, nhưng mà mình vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc hôn nhân đó mười mấy năm. Vậy thì ở cái thời khắc mà bạn quyết định dừng lại đó, cái cản trở nào ở bên trong của mình nó đã được gỡ bỏ? Tức là trước đây mình không rời khỏi cuộc hôn nhân đó, mình chấp nhận mọi sự xung đột, mình chấp nhận mọi sự cam chịu. Lúc đấy mình lo lắng về cái gì mà mình không dám quyết? Thật ra thì em cũng thương ông xã em, cho nên là em không có nghĩ tới cái chuyện ly hôn. Mà cảm thấy là nhiều khi em buồn thì em cũng hay khóc một mình. Em tuổi thân thì em hay khóc. Và thực sự là ông xã em thì nói chung là cũng thương vợ thương con, nhưng mà không có tâm lý lắm, là không có hiểu là vợ mình đang muốn gì hoặc là đang cần cái gì đâu. Cái thời điểm mà dài nhất mà tụi em không nói chuyện với nhau luôn tới 4 tháng trời luôn. Không nói gì luôn. Dạ 4 tháng. Ổng ăn cơm ở bên trên bàn thì tới giờ là em, nhiệm vụ của em, trách nhiệm của em là em dọn cơm ra. Còn em đứng bên bếp em ăn vậy là cứ đi qua đi lại, nhưng mà nhiều khi đi qua lấy cái ly, cái chén gì đó là không hề nói với em một lời nào hết. Thì thật ra từ những cái điều đó thì sự là cái tình cảm gia đình nó sẽ bị rạn nứt từ từ đó chị. Hoặc là nhiều khi em mệt á, em nói chung là bị mệt mỏi trong người á, kêu là hôm nay anh đi làm về sớm để chăm con nha. Anh đi làm về, anh nói là tiền bạc thì anh đi làm về anh đã đưa rồi, ăn uống thì cứ ăn đi, mắc gì mà phải tiết kiệm với lại kiêng khem làm gì để cho không khỏe rồi cứ than vãn. Em tự lo đi. Thực sự là bị rạn nứt từ những cái điều đó. Đúng. Nhưng mà mình không bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đó. Dạ em vẫn vì con của em. Là tại vì mình vì con. Vì con và bản thân mình không có lo nổi cho hai đứa con. Mình sợ là mình không kham nổi cái cuộc sống đó. Khi mà em quyết định thì thật sự lúc đó con em đã lớn rồi. Bản thân em thì em nghĩ là thôi mình sẽ bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân này để mà gọi là giải thoát cho nhau. Thứ nhất là cả hai cùng thoải mái, và bản thân em nếu có buồn cũng một thời gian rồi sau đó thì em không có nghĩ là mình sẽ tìm một cái hạnh phúc khác hay là gì đó. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ có một cái công việc làm phù hợp với em ra ngoài xã hội chắc chắn là sẽ có bạn có bè, thì mình sẽ cảm thấy mình vui hơn là cuộc sống hiện tại. Chắc chắn là bạn có đủ lý do để sẽ có mười mấy năm mình ở trong một cuộc hôn nhân nó lạnh ngắt như vậy, nó rất là thiếu vắng hơi ấm như vậy. Công bằng mà nói thì cái cuộc hôn nhân này nó dừng lại thì cái sự tham gia của cái người thứ ba nó ở mức độ nào? Khi mà có người thứ ba nữa thì đó cũng là một cái động lực để cho mình quyết định. Vậy thì nên cảm ơn họ hả? Không phải là cảm ơn chị, nhưng mà thực sự là suy ra cho cùng tới thời điểm này, em nghĩ là sau khi mà ly hôn thực sự là ai mà không buồn. Em buồn, em cảm thấy em buồn. Cho tới thời điểm hiện tại thì em lại có một cái công việc làm, rồi con cái em thì nó biết, nó hiểu và nó thông cảm, và nó cũng thương mẹ nhiều hơn. Cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá thôi, em chấp nhận. Khi mà người thứ ba xuất hiện mà chưa có con thì em nhiều khi em cũng gọi là bị yếu đuối lắm. Khi mà nghe xin lỗi và năn nỉ thì có thể là mình sẽ bị mềm lòng. Nhưng mà khi mà có đứa trẻ thì thực sự đó là một cái động lực cho em. Em không còn gì để giữ nữa cả. Thực ra chúng ta đã quen với sự cam chịu mười mấy năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ nới rộng tiếp cái sự cam chịu của mình nữa. Cái gì nó cũng sẽ có giới hạn của nó, biên độ nó tới đó thôi. Vậy thì tò mò một tí, thì sau khi mà hai bạn rời nhau ra thì anh ấy có lập gia đình với cái cô kia không? Dạ cũng không có lập gia đình, mà hiện tại thì vẫn sống với nhau. Tính đến thời điểm này cuộc hôn nhân của mình nó chấm dứt được bao lâu rồi? Gần 3 năm rồi đó. Trong 3 năm rời khỏi cuộc hôn nhân, mình đã tìm lại bản thân mình như thế nào và mình có một cái cuộc sống như thế nào? Thời điểm đầu tiên rất là hụt hẫng và em cảm thấy là em rất là buồn. Thì em không có làm được cái gì trong thời điểm đó.
Và sau khi các con của em thì nó cũng an ủi là mẹ cũng nên đi ra ngoài nè. Em mới bắt đầu đi ra những cái câu lạc bộ tập yoga. Rồi em biết chăm sóc bản thân của em hơn. Cuộc hôn nhân ấy nó tính hay nó cũng vừa mới kết thúc thôi. Nói gì thì nó một cái nỗi đau lớn. Nó cũng không thể nào mà được liền xẹo nhanh chóng như vậy. Nhưng mà vẫn cho thấy rằng là mình đang trên cái hành trình đi tìm kiếm những cái điều mà nó hạnh phúc. Nó là cái điều mà có thể mình đã đánh mất từ cái thời son trẻ. Vậy thì khi mà mình đã kể xong câu chuyện của mình rồi thì chị có quyết định bật đèn sáng lên không? Dạ em xin phép chương trình thì tôi giấu mặt em đi. Tại sao? Tại vì em thì có thể đưa lên chương trình cho mọi người, chia sẻ cho mọi người biết thì không sao. Nhưng mà thực ra thì con cái của em nó cũng lớn rồi. Nó cũng không muốn mẹ là phải mang cái chuyện của gia đình mình, cái chuyện hôn nhân của mẹ ra mà để mà lên trên chương trình mà kể cho người này người kia nghe. Với lại thực ra mình nghĩ là thời điểm này cái việc bật đèn có vẻ nó cũng chưa phải là một điều mà bạn có thể đối diện. Khi mà mình nhận lời mình kể câu chuyện ngày hôm nay thì cái mong muốn của mình là cái gì khi mà mình đem câu chuyện của mình đến đây cho quý vị khán giả? Thì thực sự thì tất cả những chị em phụ nữ khi mà bước vào hôn nhân đó thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ về đối phương của mình, để mà khi mà gia đình sống trong cuộc sống hôn nhân mà có những cái gì xung đột thì mình cũng không có quá bất ngờ. Với lại một cái nữa thì cái niềm tin mình đặt cho cái đối phương thì cũng đừng có gọi là hoàn toàn như em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một cái thông điệp mà mình rất muốn chia sẻ từ cái câu chuyện ngày hôm nay đó là mọi người đừng quên là ai rồi cũng khác. Có thể tạm thời cái điều đó bạn cảm thấy nó ổn, nó chưa có nguy cơ, nhưng không có nghĩa là ngày mai nó không có nguy cơ, hoặc là ngày mốt, hoặc là một năm sau. Cho nên là nếu như chúng ta nhận thấy vấn đề thì bằng một cái cách nào đó nỗ lực nhất có thể hãy giải quyết nó. Chứ đừng nghĩ rằng thôi kệ đi, nó đang ổn, không làm gì cũng được. Mình không làm gì thì vấn đề nó sẽ gia tăng, và đến một cái mức nào đó thì chúng ta không đủ tiềm lực đi giải quyết những cái sự phát sinh đó nữa, thì có thể là phải dừng lại, hoặc là phải chịu một cái sự lỡ dở trong cuộc đời, thì cũng là một điều rất là đáng tiếc. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng cứ mỗi tối thứ ba lúc 20 giờ mọi người đón xem chương trình Người Thứ Ba, nó sẽ không phải là một điều đáng tiếc trong trải nghiệm của mọi người. Tất cả sự quan tâm của mọi người chúng tôi đều rất là cảm ơn. Và hy vọng rằng cái sự trao đổi của quý vị khán giả ở phần bình luận trong mỗi chương trình sẽ là những cái trao đổi thực sự thiện ý, bởi vì ekip rất là cần những trao đổi như vậy để chúng tôi có thể có những cái sản phẩm chất lượng hơn, và chúng ta cùng nhau học những cái bài học thực tế quý giá đến từ nhân vật khách mời. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, chúng ta đành phải tạm biệt nhau thôi. Mọi người đừng quên 20 giờ tối thứ ba tuần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mảnh ghép hoàn hảo đã quay trở lại với người dẫn chương trình duyên dáng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. Những câu chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình lần đầu được chia sẻ. Chồng cũng có hơi gia trưởng, ảnh làm bằng mọi cách cho đến khi mà mình không còn một người bạn nào nữa hết. Em bị người chồng dùng xăng đốt bùm lên là cả cơ thể mình chùm lửa rồi, lúc đó mình không còn biết gì nữa hết. Lắng động và đầy cảm xúc. Trời ơi, dễ thương quá. Cùng hành trình kết nối các thế hệ. Và những mảnh ghép sẽ làm nên bức tranh hoàn hảo. Anh nói em nè, em thế nào anh cũng thương. Anh thương em từ đó. Trời quá là tuyệt luôn á, xem hay quá vậy. Từ hai cái mảnh ghép xa lạ, bây giờ mình ghép lại với nhau trở thành một mảnh ghép hoàn hảo. Anh sẽ bù cho em. Trời ơi, đó cô ơi. Hãy đón xem mảnh ghép hoàn hảo